Hello, xin chào các bạn. Khi mà mọi người đang bàn tán sôi nổi rằng là nồi chiên không dầu thực chất giống như lò nướng thì các hãng đã nhanh trí nhảy vào cuộc vui này và làm cho chúng ta lúa hơn nữa bằng cách là tạo ra lò chiên không dầu. Nghe thấy mệt chưa? Ủa rồi cái này thì nó có bà con với nồi chiên không dầu hay đây lại là cách mà các hãng dụ dỗ chị em chúng tôi? Ok, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời rõ nhất về thứ gọi là lò chiên không dầu nhé. Mình bắt đầu thôi. Nguồn cơn của cái tên lò chiên không dầu có lẽ nó xuất phát từ việc đây là sản phẩm mà có sự lai tạo kết hợp giữa lò nướng và nồi chiên không dầu. Với lò nướng thì nó giống ở hình dáng, tại vì đều là hình khối chữ nhật hết, chỉ khác lò nướng là hình chữ nhật ngang, còn nó là hình chữ nhật đứng, tuân theo tiêu chí gọn gàng của nồi chiên không dầu. Và nếu như mà lò nướng các cửa lò thì nó cũng có, nhưng mà do đặc điểm hình dáng cộng với đó là việc chừa chỗ cho bảng điều khiển, cho nên là cửa của lò chiên không dầu thì nó sẽ nhỏ hơn và nó chỉ chiếm một nửa phần diện tích mặt trước này thôi, so với lò nướng thì là full mặt. Điểm giống tiếp theo đó chính là phụ kiện đi kèm. Với lò chiên không dầu thì khi mà khui thùng chắc hẳn là chị em sẽ rất ngạc nhiên, tại vì số lượng phụ kiện đi kèm nó vừa nhiều lại vừa giống như những thứ dùng cho lò nướng. Mà cũng đúng thôi các bạn, hầu như là nó có đến 80% phụ kiện của lò nướng, có thể kể đến như là khay hứng này, khay nướng, vỉ nướng, rồi đây là xiên quay, đây là bộ xiên BBQ và tay cầm. Vậy thì tại sao nó lại có những phụ kiện của lò nướng? Câu trả lời đó là do cấu tạo khoang lò bên trong của nó cũng giống lò nướng nốt luôn. Nó có những đường rãnh ngăn để lắp khay và có cả hai đầu khớp để đặt trục xoay vào. Bên cạnh đó thì lò nướng có đèn chiếu sáng thì nó cũng có luôn. Khác ở đây của nó với lò nướng đó chính là cơ chế hoạt động bên trong. Nhưng mà đây lại là điểm giống với nồi chiên không dầu nha. Bởi vì lò chiên không dầu thì sử dụng công nghệ Rapid Air, dùng không khí nóng để làm chín thức ăn. Các bạn quan sát thấy là phần thanh nhiệt cuộn tròn phía trên cùng với động cơ quạt không khác gì với những nồi chiên bình thường hết. Từ đó dẫn đến việc là các điều khiển hay các chế độ thiết lập trên bảng điều khiển cũng không có gì khác với nồi chiên luôn. Nói tóm lại, về bề ngoài và cấu tạo thì lò chiên không dầu giống với lò nướng, thế nhưng mà cơ chế hoạt động thì lại là của nồi chiên không dầu. Đây cũng là lý do mà giải thích tại sao là nó có tên lò chiên không dầu. Ở một số hãng hay là tùy nơi bán thì đôi khi người ta vẫn gọi là nồi chiên không dầu, nhưng mà chung quy lại để cho chúng ta dễ phân biệt thì mình sẽ gọi nó là lò chiên không dầu. Với những đặc điểm như vậy thì những chiếc lò chiên như thế này nó sẽ có ưu nhược điểm gì đây? Mình nói về ưu điểm trước đi ha. Đầu tiên đó chính là dung tích. Với những nồi chiên bình thường thì dung tích cao lắm cũng tầm 7 lít thôi, nhưng mà với lò chiên này thì nó có thể lên đến 10 cho đến 12 lít, lại còn có cả nhiều khay và nhiều ngăn nữa, cho nên là mình tha hồ mà chiên nướng số lượng lớn. Tiếp theo, nếu mà gia đình bạn thường xuyên ăn những món như là khoai tây chiên này, thịt xiên nướng, gà nướng hay là cá nướng nguyên con chẳng hạn, thì lò chiên này nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc chiên nướng không cần trở mà thức ăn vẫn chín đều, do nó có trang bị trục xoay. Sẽ khắc phục được nhược điểm của những nồi chiên khác, đó là mình phải chú ý thời gian canh trở nhiều lần, và trong quá trình chiên nướng thì nó còn cho phép mình quan sát được thực phẩm ở bên trong như thế nào nhờ vào cửa kính trong suốt, chứ không giống như là nồi chiên bình thường là đóng kín hoàn toàn. Nên lỡ ngày nào mà mình xui chỉnh nhiệt quá tay thì chị em mình vẫn còn kịp quan sát để mà cứu nguy được. Theo như trải nghiệm của Linh thì lò chiên này nó làm tốt việc nướng nha, nhưng mà còn việc chiên thì chúng ta phải cân nhắc thêm, và cá nhân Linh thấy là đây lại là một cái nhược điểm của nó. Thứ nhất đó là về các khay, có hãng thì sẽ có chống dính, còn có hãng thì không, cho nên là khi đi mua thì chị em lưu ý nha. Để về mình làm những món như là gà rán thì cũng có sự chuẩn bị chiên ra lớp bột không có bị dính vào khay. Tiếp theo như Linh có nói lúc nãy thì lò chiên nó có nhiều khay để cho mình chiên cùng một lúc được nhiều thực phẩm. Nhưng mà cái này thì tùy nha, nó còn tùy vào việc là thực phẩm của bạn to nhỏ như thế nào và cách bố trí có phù hợp hay không, để cho lượng khí nóng ở trên nó thổi được đến khay bên dưới nữa. Quá trình trải nghiệm thì Linh thấy là khay ở trên cùng, nơi mà tiếp xúc nhiệt trực tiếp là chín đều nhất. Còn lại những khay bên dưới thì do sự cản trở bởi khay phía trên mà nó sẽ không được tiếp nhận hết lượng nhiệt. Vậy nên là nếu mà chúng ta có chiên cùng một lúc 2 đến 3 khay thì các bạn hãy nhớ là mình luân phiên thay đổi vị trí các khay, hoặc là chúng ta chiên thêm một lần nữa với những khay nằm ở bên dưới nhé. Điều này thì lại thành ra hơi bất tiện nha. Cuối cùng, mặt trái của nhiều phụ kiện đó là chúng ta cần chỗ bảo quản và đặt để không bị mất. Thêm nữa là khi vệ sinh thì nó cũng hơi lỉnh kỉnh một chút. Nhà nào mà có máy rửa chén thì sẽ nhẹ nhàng hơn cho chị em. Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý thêm cửa lò nữa nha. Phần khe ở ngay khớp cửa này, đây cái phần này thì nó rất dễ bị lọt những nguyên liệu nhỏ vào, và có hãng thì sẽ thiết kế là phần cửa lò này tháo ra được luôn, cho nên là chị em khi mà vệ sinh thì chúng ta có thể tháo nó ra mang đi lau chùi nhé. Rồi, tổng kết lại ha. Nếu như mà nhà mình cần những món nướng nhiều hơn các món chiên, đặc biệt là làm các món trong những bữa tiệc như là bánh cupcake này, gà nướng hay là thịt xiên, mà chúng ta không muốn mua lò nướng vì nó to và nó không nướng nhanh bằng nồi chiên không dầu, thì lò chiên không dầu là một sự lựa chọn phù hợp. Còn trường hợp nào mà chị em mình muốn các món chiên nó phải đạt độ giòn đều và ngon thì nồi chiên không dầu nó vẫn ok hơn. Hy vọng là clip này đã giúp cho chị em có thêm sự cân nhắc trong việc lựa chọn sản phẩm nào phù hợp với gia đình của mình. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Linh cho đến cuối video này. Nếu như mà thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của Điện Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!